hình đi cắm trâu cá lóc tiếp mọi người. Bây giờ mình tắt điện thoại đây, mình đi cắm hết rồi, tối nha mọi người. Tối mình đi thăm, mình quay cho mọi người xem tiếp nha. Chào mọi người, bữa nay giờ mình đi thăm câu nha mọi người. Cần đầu tiên con nhái chết queo. Ôi sảy mọi người. Táp bành chạnh nhái luôn nè. Mọi người thấy không? Chín cá mọi người ơi, quá trời liệt cặn luôn rồi. Mọi người thấy không? Quay đi. Bự quá mọi người ơi. Ừ, một em. Thăm con này có một con mọi người. Giờ mình tắt điện thoại nha. Bây giờ mình thăm giác nữa, mình quay cho mọi người xem nha. Mình đi thăm câu nữa nha mọi người. Ủa, con gì lôi quằng xuống đây luôn mọi người. Rồi sảy luôn rồi. Sảy luôn mọi người. Dính nhau mọi người. Buổi sáng hôm nay mình đi thăm câu nữa nha mọi người. Tiên nhái chiêu hiu. Dính mọi người ơi. Rồi con cá chích queo luôn. Dính nha mọi người. Con này chắc chín lâu rồi, chết luôn rồi. Rồi cái câu đó tiêu luôn rồi. Thành quả của mình nha mọi người. 7 con. Mình xin kết thúc video ở đây nha mọi người. Hẹn mọi người tại video sau nha. Mọi người thấy hay mọi người chia sẻ cho mình một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh và một like nha mọi người.